Hello, Hương xin chào cả nhà. Bây giờ thì Hương đang ở trong sân bay Auckland. 9 giờ sáng Hương sẽ bay, cho nên là bây giờ Hương phải đi hấp tấp tìm cái cổng máy bay của Hương để bay qua cái sân bay Denver. Bây giờ Hương mời cả nhà mình cùng đi với Hương nha. Thì thành phố Denver nó nằm trong tiểu bang Colorado. Thì bây giờ Hương đang tìm cái cửa máy bay của Hương. Bây giờ thì mời cả nhà cùng đi với Hương nha. Rồi thì Hương cũng đã thấy được cái cửa máy bay của Hương rồi. Cửa máy bay của Hương là số 22 bay qua thành phố Denver. Thì bây giờ Hương sẽ liên một vòng cho cả nhà mình cùng xem nha. Đây tất cả mọi người đang xếp hàng và chuẩn bị vào trong máy bay rồi cả nhà. Thì Hương cũng đang chờ đến cái số của Hương. Ok, bây giờ thì Hương chuẩn bị vào trong máy bay nha cả nhà. Hương bay hãng là Southwest. Thì Southwest thì cũng dễ chiều lắm cả nhà. Chỉ có xếp hàng là theo ABC, còn vào trong ngồi thì ai thích ngồi ghế nào thì mình cứ việc ngồi ghế đó. Thì bây giờ thì Hương sẽ vào trong máy bay và chuẩn bị bay thôi cả nhà ơi. Cả nhà cùng bay với Hương nha. Rồi sau 1 tiếng mấy Hương bay thì Hương cũng đã đến được thành phố Denver rồi. Thì bây giờ Hương xuống máy bay và Hương sẽ đi tìm cái chỗ lấy hành lý của Hương. Thì Hương cũng không biết chỗ nào hết, nó cũng mới lạ quá cả nhà. Rồi bây giờ thì Hương sẽ đi bộ dọc theo cái cầu thang như thế này, cái đường thang máy như thế này cả nhà. Hương đi tìm cái chỗ mà lấy hành lý của Hương. Thì đây là cái sân bay Denver, nó rất là rộng lớn luôn cả nhà ơi. Xa xa cả nhà mình thấy có cái chiếc máy bay nó làm mô hình không, rất là lớn luôn, rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Lần đầu tiên Hương mới đến cái sân bay Denver của như thế này cho nên là cũng là lạ với Hương lắm. Thật sự ra thì lấy hành lý không phải ở đây đâu cả nhà, mà Hương phải xuống dưới cái tầng hầm ở dưới. Thì xa xa mọi người thấy mọi người đang xếp hàng một cái chỗ mà mình sẽ leo lên cái xe điện, thì xe điện nó sẽ chở mình đến một cái nơi khác để mà lấy hành lý cả nhà. Cho nên là ai mà mới đến Mỹ hay là lạ lạ là cũng rất là khó đi cho họ ở sân bay Denver như thế này. Thì bây giờ thì Hương sẽ chuẩn bị đi xuống cái tầng hầm và leo lên chiếc xe điện. Và chiếc xe điện nó sẽ chở Hương đi đến một cái chỗ như thế này để mà Hương lấy hành lý cả nhà. Rồi bây giờ thì Hương sẽ lấy một chiếc xe đẩy. Thì ở đây nó lấy xe đẩy là 6 đô. Thì Hương sẽ bỏ tiền vào trong cái chỗ này và Hương sẽ để 6 đô vào. Thì khi mình để 6 đô vào đó thì tự động cái máy nó sẽ mở ra và sẽ cho mình lôi một chiếc xe đẩy ra cả nhà. Rồi, thế là bây giờ Hương sẽ lôi một chiếc xe đẩy ra và đi lấy hành lý. Hành lý cũng lấy được rồi cả nhà ơi, thì bây giờ Hương sẽ đẩy ra cái cổng. Chưa xong nữa cả nhà, bây giờ thì Hương cũng không biết đi đâu hết. Tại vì cái chỗ này á, là không phải là cái chỗ cửa ra của mình. Người nhà của mình đón ở đâu hết thì bây giờ Hương sẽ hỏi người ta đi đâu và Hương sẽ ra cái cổng đó. Rồi bây giờ thì Hương sẽ xuống lầu số 4 và Hương đi ra cái cổng thì Hương sẽ gặp được người cháu trai đón ở ngoài đó. Rồi bây giờ thì Hương đã gặp được người nhà của Hương rồi cả nhà ơi. Thì bây giờ thì tụi Hương sẽ đi một vòng ở Downtown Denver vì 3 giờ chiều thì tụi Hương phải quành lại ở sân bay để đón thêm một gia đình của người chị từ bên Missouri bay qua nữa. Cho nên là trong lúc thời gian rảnh như thế này thì người cháu của Hương sẽ chở Hương đi một vòng để tham quan cái thành phố và cái downtown của Denver. Thì bây giờ Hương mời cả nhà mình cùng tham quan downtown Denver với Hương nha. Nó rất là đẹp luôn, những cái tòa nhà đa số là nó xây cái gạch màu đỏ, rất là đẹp cả nhà. Hương không có dịp bước xuống để mà Hương đi chậm rãi và Hương review cho cả nhà cùng xem vì 3 giờ chiều Hương phải trở lại rồi sân bay để đón người, cho nên là Hương chỉ có ngồi trong xe và đi một vòng như thế này thôi. Bây giờ Hương mời cả nhà mình cùng tham quan Downtown Denver với Hương nha.
Rồi bây giờ thì Hương và người cháu sẽ trở lại sân bay để đón gia đình của người chị của Hương ở bên Missouri bay qua nữa cả nhà. Thì bây giờ Hương sẽ trở lại sân bay. Thì trong cái con đường mà đi vào sân bay Denver có một cái hotel nó rất là đẹp cả nhà. Nó xây dựng kiến trúc đẹp cực kỳ luôn. Đó là Hotel Western. Bây giờ Hương gặp được anh chị của Hương. Hi, Jay. You can sit down in the front, okay? I sit down in the back with Jay. Sure. Yeah. How you doing, dear? Good. How about you? Sorry about that. Too late for you. We had to travel a little bit. It's okay. Yeah. We're still here. Yeah. We got a lot of time. Yeah. If you want, you can turn the chair, go back a little bit. Yeah. No, that's good. Yeah. Yeah. You okay? Đã đón được rồi. Đón được người đẹp rồi. Hello, hello. Hello, hello. We're waiting on Hannah's call. Yes, Hannah, you spoke the call. Oh, you probably don't know. I know. I didn't know if you'd recognize us as seeing half of us or not. Yeah. Em tưởng như sáng thấy em kêu chứ sao? No, I didn't see you. That's good. I didn't see you. And we're going to stay here for a month or something? Rồi bây giờ thì người cháu trai sẽ trở về nhà thôi. Thì bây giờ mọi người đang ngồi trên xe và đây là Thọ là người cháu rể của Hương và anh chị Hương nữa. Cho nên là cái này là gia đình bên chồng Hương nha. Thì bây giờ Thọ sẽ trở về nhà của Thọ. Và đây là đi trên đường đi về nhà đây cả nhà. Rồi bây giờ thì gia đình Hương sẽ thẳng tiến về nhà của Thọ mà thôi. Cả nhà ơi, Hương đã tới Denver rồi nha. Đây, đây là neighbor đây. Đã tới nhà được người cháu rồi. Rồi, bây giờ thì Hương sẽ thẳng tiến vào nhà đây. Đây là xung quanh neighbor rất là đẹp luôn. Hello bà Tám. Trời ơi, sao chú con ơi. Hello, hello. Đó, nó thấy ông nó làm nè. Thôi không có đụng đâu. Đụng đâu, chưa đụng được. Được. Linh còn làm phải không chị Hạnh? Còn. Nó còn không chị? No, nó về đông rồi. Chưa. Actually, this is a clean one. I didn't put it on until I got out in the airport. Rồi, thấy nhà bà Tám rồi. Trời ơi, coi nè, nhà chồng nè, hành nè, đủ thứ nè. Trời ơi, đó. Cây quá trời cây luôn. Nè, bên đây nè, bà Mười nhìn ra. Trời ơi, cây xanh dữ ha. Có cà phê nữa. Cà phê. This one for cherries at morning. Mm-hmm. Right? No. The coffee? No, he drink tea. Tea. Oh, tea? No coffee. Okay. Chị có mang tea theo. Dạ, có hả chị? Yeah. Tại nhà em không có uống, thành ra không có. Ông không biết. Let me see your view. Yeah, you better get your pictures down. Okay, ở đâu để cho chị có thể đi rửa mặt? Dạ, bên thỏ thỏ. Rồi bây giờ thì gia đình người cháu sẽ sắp xếp mọi người vào trong phòng, đằng kia là bé Linh, đó là hai vợ chồng của Linh, sắp xếp mọi người ngủ một đêm tại nhà
và ngày mai tụi Hương sẽ đi vào trong núi tuyết chơi. Và đây là con của hai vợ chồng Linh. Làm xong xài chưa? Sắp xong rồi. Xài chưa được đâu, xài được rồi. Vậy chứ tối này cũng phải mò mò học nữa à. 5 phút nữa. Ok, rồi. Thế mời đi tắm thay đồ đi. Mấy phòng tắm? Nhiều. Một phòng đây, hai phòng đây. À ok, thế mời đi tắm liền. Đi này đâu có tắm được, rồi nói hai phòng đi còn. Rồi sau khi tắm rửa vệ sinh xong thì bây giờ cả nhà sẽ ngồi sum vầy vào một bữa cơm tối như thế này, rất vui luôn cả nhà. Vậy đó mình mới ăn, có thể mình ăn thêm được, còn yeah. Ăn hết cũng công tình. Hương làm cực khổ. Hương làm đó, làm nhà anh ta. Hương làm ở nhà nhưng mà nhà của người ta. Tội nghiệp Hương. Sao nguyên của chồng? Ôi trời, dích lên, dích lên cho người ta thấy được cái từng cái xếp đó. Bàn tay đâu, lấy lên, bàn tay. Cái con đẹp mà lên. Ồ, có làm móng tay kìa. Bạn muốn làm cái con đó. Cái màu đẹp, cái màu đẹp. Đúng rồi đó, miếng bánh da lợn. Ủa mình nói đúng chung em nhìn nó có giống như vậy. Không sao, không có quay tiếng gì thôi. Bỏ được hả, bỏ tiếng được hả? Rồi sau khi ăn uống xong hết rồi thì cũng đã khuya rồi, cho nên mọi người đã ngủ và nghỉ ngơi hết rồi. Nhưng mà Hương thì vẫn còn thức chung với lại chị Hạnh. Chị Hạnh là mẹ của bé Linh, thì Hương sẽ cắt tóc cho chị vì ngày mai cả nhà sẽ cùng với chị đi vào trong cái núi tuyết để mà chơi. Thì Hương muốn chị có một cái mái tóc bồng bềnh để chụp hình cho đẹp đó cả nhà. Thì video của Hương đến đây xin tạm dừng và hẹn gặp lại cả nhà vào một video kế tiếp vào ngày thứ hai ở Denver. Hương sẽ làm gì vào ngày thứ hai nha. Thank you, bye bye.